Xin chào các bạn, mời các bạn đón xem Ford EcoSport 1.5 Titanium. Đây là cái phiên bản cao cấp. Vâng, thưa các bạn, thì hiện tại thì Ford Focus 1.5 Titanium thì chúng tôi đang bán với giá là 648 triệu là giá đề xuất. Nhưng mà nếu các bạn là mua thì có thể chúng tôi sẽ hỗ trợ đến 23 triệu tiền mặt, thì hiện tại là 625 triệu chính sách bán hàng. Thì các bạn thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 57666, tôi có thể hỗ trợ cho bạn về cái giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Và EcoSport Titanium thì nếu các bạn trang bị rất là nhiều tính năng mới như là cửa sổ trời, chủ quản thông minh, nút khởi động start stop, phanh đĩa bốn bánh, ghế da, hệ thống sáu túi khí, camera lùi ở trên màn hình cảm ứng, và rất là hiện đại, 5 cửa, dòng SUV gầm cao cỡ nhỏ. Hiện tại thì nếu các bạn đăng ký ở Hà Nội sẽ là thuế 12% và cái biển là 20 triệu. Và đây là phần đuôi xe. Và tại thì bản Việt Nam thì phiên bản mới này vẫn có cái nốt dự phòng treo ở sau, thưa các bạn, nốt dự phòng treo ở sau, cảm biến lùi. Ford EcoSport này thì có tất cả là có 8 màu, thì bao gồm là màu các bạn xem đây là màu đỏ đô, ngoài ra thì còn màu xanh, màu trắng, màu đen, màu bạc, màu xám, màu nâu hổ phách. Mua xe thì liên hệ trực tiếp cho tôi để tôi hỗ trợ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.